Mở đầu là phần tin về chính phủ Nigeria chuẩn bị ngân khoản cứu trợ tới nạn nhân bị khủng bố, tin từ Abuja, Nigeria. Nhiều hội từ thiện công giáo, gọi tắt là CAN và CANAN, hôm thứ Hai thông báo sẽ có các chương trình gửi tới các ngân sách cứu trợ tới các nạn nhân từ nhóm khủng bố Boko Haram. Tại thủ đô Abuja, trưởng đoàn cứu trợ CAN, ông James Fadeli, trả lời tới báo chí địa phương rằng giáo dân công giáo, bác sĩ, y tá đã trở thành mục tiêu tấn công từ nhóm khủng bố quá khích Boko Haram. Ông Fadeli kêu gọi các hành động giết hại dân chúng vô tội cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Kể từ năm 2009, lực lượng khủng bố Boko Haram tiến hành khủng bố tại quốc gia Nigeria đã giết hại hơn 3.000 dân chúng. Hai hội từ thiện công giáo là Ken và Canaan đã vận động một ngân khoản nhằm cứu giúp các gia đình nạn nhân khủng bố từ nhóm khủng bố này. Chính quyền Nigeria phải có trách nhiệm bảo vệ người dân và hội từ thiện công giáo sẽ gửi một ngân khoản đầu tiên có giá trị lên đến con số là 50.000 Mỹ Kim dành riêng cho những gia đình bị khủng bố.